Xin chào cả nhà, hai chồng mới đi mua cái tấm xanh này về để che lại cho nó bớt nắng á. Mùa này ở Việt Nam mà nắng mưa tạt á mẹ hả? Mưa tạt vô ướt rửa xanh luôn, làm vậy cũng cho đỡ tạt. Đỡ tạt chứ đỡ nắng mà, còn nóng. Mùa hè đi về thì trời mưa nhiều, mùa này thì nóng quá. Mấy cái xe cổ của mẹ đó, xe này đi ra vườn nó dơ lắm cả nhà. Ôi máng gì chứ mà bây giờ không lấy dây cột không nè. Nắng chưa nắng chứ nhỉ, không đi đâu ở nhà. Con kéo thẳng xuống. Ừ, con lại con quay đi, mẹ cầm hết ba cho con, lại con quay đi. Nội ơi, Thank you.
ở đó phải thăm xuống rồi qua hát tắm mũi nó được ok. Làm gì cho mưa nắng rồi nó mới tạt vô cả nhà cho mát. Nay giáo Quỳnh thứ sáu học có nửa buổi rồi, nửa buổi ở nhà con học chỉ có buổi sáng thôi, là buổi chiều nghỉ, buổi chiều tuần nào cuối tuần nào cũng nghỉ. Anh cột gì gió vậy, sợ không không bung lên hả? Ừ, gió nó bung nổi. Nóng quá. Nóng cái nhà, nóng xong. Mẹ thấy được không mẹ? Được. Vậy là đâu có vết xuống nữa không? Ra ngoài chị là đâu có vết xuống. Mát rồi đó. Xe mình chịu khi mình để đó, nó mưa nó mới tạt. Dạ. Mà nắng nó cũng có dậu, nó cũng đỡ. Dạ. Lát nữa con. Đứng trong cột cái nắp cái điều đó cho nó tắm mũi thẳng thớm rồi, trở đẹp với con gà bên ngoài, con tháo tắm mũi ngoài rồi sao? Tắm mũi trong rồi để hả? Để mũi ra để. Rồi đẹp. Cho đỡ nắng cái nhà nắng đó. Ủa tắm này để luôn hả? Ừ, để đẹp. Này bạn của nhà Quỳnh đến học. Chào con. Đi học nhóm. Quỳnh ơi, bạn tới rồi con. Này chị Nhã Quỳnh có bạn qua học nhóm. Để chắc đi để chắc chắn. Ôi, đi để lâu lắm rồi trời. Rồi thôi cũng đi. Con nóng không? Con cởi áo ra. Nóng không? Con học, con đến đây học mỗi tuần hả? Dạ không, lâu lâu mới đến nè. Chứ con bận học ở nhà nữa. Hôm nay cô giáo kêu con đến đây hả? Dạ không, hôm nay chiều không có đi học thì con bận đến, chứ mấy bữa đi học thì con không có đến. Thì nào bạn muốn đến, bạn đến. Dạ, cái này là bạn tưởng nó ghi hết cái này, ghi hết cái vùng màu xanh này luôn. Nhưng mà nó không có ghi. Mấy nó tưởng 258 không là gì. Rồi con đi gạch gạch. Thôi giờ gạch. Gạch mấy hàng đó. Thôi gạch. Gạch khóa. Tới ba hàng. Mau qua xem đi.
Mì xù mũi hay. Đúng. Em có tẩy không? Không, cái này không ghi đổ mình đây. Có tẩy không? Con hơi gạch bự giống nhỏ Quỳnh vậy đó. Con ghi cho thoải mái. Mẹ coi coi. Đúng rồi, con gạch ngang qua. Cho mụn nha, thuốc ngắn quá. Con không có thuốc dài à? Thuốc dài của bệnh đó. Thuốc của con nó gãy rồi. Thuốc của nhà Quỳnh bị thằng Bình nó là... Bạn con nó bị á. Có mấy cô giáo không? Dạ có rồi. Mấy rồi nhưng mà cô chị sự... Cô chị nói rồi chứ cô này chết. Vậy là phải kêu mẹ của bạn Bình đó phải mua cái thước mới đền cho nhỏ Quỳnh ha. Nhưng mà bạn Bình kêu là mẹ với ba của bạn Bình chuyển sang ở đâu ở rồi nữa. Mà bạn đó không nên bẻ thước của nhỏ Quỳnh, không có. Vậy là nhắc không đúng. Bạn rồi nhưng mà bạn trong lớp láo lắm con. Ồ, bạn nó không hay rồi. Không ổn. Mẹ chỉ con nè. Giờ con xót cái này đi. Mai mốt con sẽ chia ra. Thấy không? Chia ra làm 3 ô cho nó bằng nhau. Đâu? Mà cô giáo có cần làm cho bằng nhau không? Hay là không cần? Không cần. Ok, con được, con để gì cũng được. Nhưng mà lần sau mình chia ô ra. Con hiểu không? Cho 3 ô nó bằng nhau cho nó đẹp hơn. Không. Đó, con làm 2 cái ô bự, 2 cái ô nhỏ, 1 cái ô dài. Thôi lỡ thôi, lát làm cái khác mẹ chỉ cho con nghe dễ. Từ từ, chờ con chút, chờ nha. Con làm gì? Để con lấy... Thôi con chài, con tẩy nó xấu lắm. Nó dơ tập lắm, lỡ thì thôi, không sao. Nếu cô giáo không để bằng này, không sao. Lần sau mình đếm ô, mình chia ra 3. Con hiểu không? Dạ. Cho nó đều nhau, đẹp hơn. Rồi bây giờ con ghi hết cái vô. Rồi kết thúc video đi, con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú ủng hộ kênh ba con với mẹ con nữa nha ông bà cô chú. Bye bye, love you.